Vâng, xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Anh Âm Thanh Ở à, Trong video ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác 6 bộ mic GM Audio BS3000 Ở à, đây là dòng mic bãi nội địa của Trung Quốc Được sản xuất vào tháng 11 năm 2022 Và bắt đầu đưa vào sử dụng vào tháng 2 năm 2023 à, Có nghĩa rằng là những cái bộ mic này thì nó mới chỉ hoạt động và sử dụng được có mấy tháng thôi Tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp các bác nhé Thậm chí là những cái dọ, những cái dọ đó các bác này những con vít ở dọ này chưa tháo lần nào luôn kể cả cái giỏ nó còn rất là mới và đẹp. Đấy. Mặc dù là nó cũng sẽ có những cái vết xước răm răm các bác không tránh khỏi đâu ạ. Nhưng mà phải nói rằng là cực kỳ đẹp luôn, thậm chí là những cái tay có những cái tay cái tem mà nội địa của nó, nó dán lên ấy đang còn nguyên thế này các bác. Đó, cái tem này này, còn nguyên hết nhá. chứ không phải là là mic bãi về siêu lướt rồi đẹp như mới tay đẹp như mới xin lỗi các bác là chỉ có thay vỏ thôi các bác chứ còn không bao giờ có cái câu chuyện nó chỉ có mấy tháng là nó dùng mấy tháng cũng đã có những cái vết sức âm giam như thế này nhưng mà hình thức này mà nói rằng là trên cả tuyệt vời và khi em đã không phải thay vỏ em không phải tốn tiền vật tư và công lao động thì chắc chắn là cái mức giá nó sẽ hợp lý hơn cho anh em còn đối với những cái dòng gm audio bs 3000 ấy thì thực tế lần đầu tiên em bán cái dòng mic này gặp lần đầu tiên cái 7 là vào năm 2018 bán cho một số anh em đang làm sự kiện đó nhá anh em làm sự kiện là đám cưới cho đến bây giờ là 5 năm rồi hơn 5 năm rồi anh em vẫn đang dùng rất là ok có một số anh em phải thay dọ mấy lần bởi vì là khách người ta hát người ta ném bị bể dọ còn cái tay anh em thích thì thay và không thích thì thôi bởi vì là cái cái linh phụ kiện của nó nó sử dụng chung với phụ kiện của Bayer. các bạn nhé? đó cho nên là rất là tiện anh em dùng chán xấu anh em thay vỏ thay kính thay nút thay dọ rất là thoải mái đấy Tất cả là nguyên bản từ những cái lấy pin cũ côn Côn còn rất đẹp và mới luôn các bác này Đây lấy côn của nó nhá Này đây em tháo ra mọi người nhìn thấy Nó chỉ có mới có một vết một vết ốc ở đây nhá Đấy Và đây là bên trong nó này Đây mọi người xem này Bắt đầu hoạt động vào tháng 2 Năm 2023 Đấy người ta gạch đấy các bác Số 2 và số 23 đấy Rất là mới và đẹp Từ tất cả những cái vị trí con ốc con vít của nó Còn cực kỳ mới các bác nhé con này nó hay lắm Kể cả cái tiếng của nó nghe rất là giòn Và khẳng định cam kết với mọi người luôn là Không bao giờ anh em lo vỡ tiếng Các bác nhé, không bao giờ lo vỡ tiếng luôn Đây, bên trong lấy pin nó còn nguyên hết Đây, thông số này Lấy pin nó rất là mới Chân pin sáng quắc luôn các bác ạ Đấy, đây là chúng ta có nút gạt để Chúng ta gạt hai và lâu giống trên trên trên, mic bay đấy các bác Và con này nó cũng sẽ có tự ngắt các bác nhé Tự ngắt và gia tốc đầy đủ đây Này hầu như em không cần Phải can thiệp bất cứ một cái gì luôn chân pin còn sáng quắc luôn các bác Rất đẹp và mới Em alo thử cái tiếng nha Mọi người nghe nhé Khẳng định các bác luôn Tiếng nó giòn Nó sướng lắm Đây Quắc hiển thị màu xanh dương này Quắc trên đầu thu Cũng hiển thị màu xanh dương các bác nhé Đấy Thấy chưa Em alo này Em để trần luôn nhé Lên Một tiếng nó quá dày và dặn bác tiếng nó dày dặn mà nó đá nó giòn lắm mặc dù là em để để trần này em alo trực tiếp vào đây khoảng cách sát luôn các bác không bao giờ vỡ tiếng còn có những cái dòng mic ấy, kể cả mic bãi luôn có nhiều đời ấy, anh em chỉ cần alo to to một tí tiếng nó pẹt pẹt này chứ đừng có nói là không có cái 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 dọ nhá ở đây em bỏ hắn dọ em alo mọi người nghe vẫn tròn vo luôn các bác tròn vo và giòn tan luôn con này anh em làm sự kiện đám cưới rất là vô tư nhá. Sóng tốt lắm các bác ạ. Sóng này sao lắm. Lê một hai Quá tuyệt vời các bác ạ. Đó, tự ngắt ra tốc đầy đủ. Đây là cái tay này. Còn đầu thu ở đây các bác. Đấy, quắc hiển thị thì là màu xanh. À, phần này là để chúng ta bật gọi là công tắc nguồn ở đây nhé vị trí power nguồn đó nó sẽ chia làm hai vế cho a và b bên này cái nút giữa đây là nơi chúng ta xét hồng ngoại này dò sóng ấy còn hai cái bên xét đây là để chúng ta dò tay là dò tần số còn to nhỏ của nó cũng sử dụng phím nhá nó cộng trừ bên này cũng vậy thương hiệu gm audio bs 3000 À, mặt thì nó sẽ làm thiết kế nó hơi vắt sang hai bên, có hơi vắt sang hai bên. Nắp của nó. Đó, tem nội địa nhá. Con này là hàng bãi, hàng nội địa của Trung Quốc luôn các bác. Nguồn 12V có đường 6 ly và cả đường Canon gọi là ba lăng ấy, anten. Đây, tất cả là em mới tháo đầu ra để em xem quay cho các bác được nhá, chứ còn mọi người nhìn thấy đấy. Tháng 10 năm 2022 này. Phải nói rằng là nó còn quá là mới và đẹp các bác nhá. Đấy, quá hiển thị. Rất đẹp. Mọi người thấy không? Con này là tự ngắt gia tốc nó nó, nó siêu bén luôn các bác. Và đây là bên trong, bên trong đầu thu các bác. Đời này thì nó sẽ là bo xanh lợt các bác nhá, bo xanh lợt. Đây này. Con này ở trên bo của nó nó sẽ ghi là ngày 20 à ngày mùng 28 à mùng 8 tháng 2, xin lỗi các bác mùng 8 tháng 2 năm 2022. Và đây đã được sản xuất cho các bác nhá. Và đây là th tháng 11 năm 2022. Đấy, nó dán cái tem giấy này là tháng 11 năm 2022. Tất cả còn cực kỳ đẹp luôn. Và cái tiếng của nó nó sử dụng toàn những con IC chất lượng linh kiện rất là tuyệt vời các bác Em bao cho các bác cái dòng này dùng siêu bền bỉ các bác nhá Không bao giờ anh em lo cái tình trạng bị mất tiếng, bị ngắt quãng rồi là bị bể tiếng hay cái gì hết Khẳng định luôn bởi vì những cái dòng mic này em đã từng bán rồi Em đã từng bán và rất là ít khi gặp những cái dòng mic xịn Các bác nhá, dòng mic xịn hãng như này Và đây tất cả, tất cả nó là nguyên bản 100% tuyệt đối Và giá em cũng công khai luôn Giá cho một bộ mic gm Audio BS3000 em sẽ bán cho các bác với giá chỉ 2 triệu đồng Em bao cho các bác tất cả em không có đụng chạm bất cứ một cái gì Không một vết hàn kể cả là hàn cái củ côn các bác nhá Kể cả cái củ côn này Côn nó còn rất là mới Các bác rất là mới và rất là xịn Cho nên cái tiếng, cái chất tiếng của nó Nó vẫn rất là rất là hay và giòn các bác nhá Nó chắc tiếng bắt sóng cực kỳ tốt Kể cả như bắt cái tín hiệu rất tốt luôn Đó Hút mic lắm, hát nhẹ lắm Lên sập Một Hey, 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 giá 2 triệu bao ship và tất nhiên cũng sẽ có đầy đủ phụ kiện. Còn em nói luôn nhá, tay này là tay nguyên bản, những cái vết xước răm răm không tránh khỏi các bác nhá. Không tránh khỏi nhưng mà về hình thức như này là quá đẹp. Còn anh em nào mà dùng xấu đi, chán đi lúc nào cần mua vỏ thì liên hệ với em, mua vỏ mic để thay để liên hệ với em nhá. Em sẽ hỗ trợ các bác ở những cái cái vấn đề như vậy. Đó. Bác nào mà đang quan tâm thì vui vui lòng liên hệ trực tiếp với Hoàng anh em Thanh số điện thoại một số lượng anh chỉ có 6 bộ nên các bác nhanh các bác nhá. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo.